Rồi. Trước mặt anh chị đây là vị trí lô đất của mình anh chị. Nằm đây anh chị. Đó. Từ vị trí của đất mình mà đi ra tỉnh đường quốc lộ 55 á thì khoảng là mấy vài trăm mét anh chị. Đây có đường đi ra này, cái đường nội bộ của anh mình đi thông ra được quốc lộ 55 anh chị. Tới đây là đây. Và từ điểm đây mà mình đi xuống Ba Tô này, vị trí mình sẽ nằm đây, xuống đây. Là trung tâm huyện Xuyên Mộc anh chị, khoảng một cây số hai cây số là tới đây rồi. Mình đi đường đi Vũng Tàu này, đi Bà Rịa này. Kênh Nhà đất Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả quý anh chị nha. Em là Điền đây. Hiện tại trước mặt quý anh chị đây là cái đường, nói chung là mấy nay trời mưa quá nên là cái đường hơi bấy nhầy tí. Cái đường này xe người ta chở vô đó làm cái homestay, đổ vật liệu anh chị, làm homestay. Homestay đó là tên là Quỳnh Gia Trang anh chị. Thì cái đường trước mặt anh chị đây là cái đường đi thẳng ra quốc lộ 55 anh chị. Gần ngay chỗ này mình nghe được tiếng xe chạy ngoài đó luôn á. Thì tầm vài trăm mét là ra quốc lộ 55 anh chị. Và hiện tại em đang ở đây là ngay chỗ xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Và cái hướng sau lưng của mình đây là đường đi ra lại tỉnh lộ 329 anh chị, đi xã Xuyên Mộc. Thì từ đây ra đó khoảng là một cây số anh chị ha. Đây. Hiện tại trước mặt anh chị đây là cái đường đường đá lẫn đất, đường đất đi, đường đất rộng khoảng là 5 mét anh chị. Và tới ngay cái cổng đó, tại vì tới ngay cổng đó thì đây em xin giới thiệu với anh chị cái miếng đất đây, miếng đất của mình đây. Đất của mình là có diện tích là 15 mét rưỡi anh chị. Đây đất mình đã gia chủ đã rào hết trơn rồi, từ ranh đất mình từ đây qua tới ngay cọc này là 15 mét rưỡi, sâu là 35 mét rưỡi anh chị, 35 mét rưỡi sâu vậy đó. Hiện tại đất mình có khoảng là 300 500 là mấy mét vuông đó anh chị. Hiện tại cái đất mình là đất quy hoạch phủ hồng nha anh chị, lên thổ cư được anh chị ạ. Em cũng nói luôn là cái đường trước mặt anh chị đây là cái đường nội bộ nha anh chị, đường nội bộ. Nói chung là khu này mình có 1 2 3 4 5 6 7, nói chung là khoảng đâu đó 10 lô hơn á. Và đường cái khu này người ta thiết kế theo kiểu là homestay á, nên là cái chỗ này cũng là thích hợp mua để mà làm nghỉ dưỡng thôi. Cái đường nội bộ thì mình có cái cổng rào lại cái khu đất của mình á. Hiện tại em quên đem theo chìa khóa nên là không có mở cổng ra để xem được. Thì có gì em sẽ bay lại cam cho chị xem thực tế bên ngoài nha. Đây. Tới đây thì cái đường cục rồi, cái mặt tiền ngoài là đường đường hiện hữu, ngoài là đường cục rồi, còn rẽ ra đây là đi đường 329. Trong này thì dân cư cũng thưa thớt chứ không có đông lắm, cây cối cũng nhiều nên là khí hậu ở đây mát mẻ lắm chị. Rồi cái từ vị trí đất của mình á mà đi ra thị trấn Phước Bủ cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc mình là khoảng một cây số anh chị. Ra đó quốc lộ 5 mình rẽ bên này là mình đi ra trung tâm thị trấn á anh chị, cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc, và đi biển Hồ Tràm. Còn mình đi ra quốc lộ 5 mình rẽ hướng ngược lại bên này, mình sẽ đi suối nước nóng Bình Châu cũng như biển Bình Châu. Và từ chỗ mình mà lên bà thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu thì đâu đó khoảng 30 đến 40 phút đi đường anh chị. Hiện tại đất mình là đất trống, hơi hơi thấp hơn so với đường tí.
nhưng mà hay gia chủ mình ít xuống đây nên là không có dọn dẹp, mình cỏ mọc hơi nhiều. Trong đất mình có trồng mấy cây cóc mà giờ nó chết hết trơn rồi, không có người chăm anh chị. Xã Xuân Mộc mình là giáp với thị trấn Phước Bửu mình nha anh chị, nên là ra cũng gần anh chị. À, gia chủ mình đang kêu bán cái miếng đất này là giá là 100 triệu một mét ngang nha chị. Cứ một mét ngang mình tính tới là 100 triệu một mét, thì 15 mét rưỡi thì khoảng đâu đó là 1 tỷ 550 triệu đồng. Có thương lượng bất giấy tờ nha anh chị. Nói chung là cũng có thương lượng đó. Rồi anh chị mà có muốn xem thực tế cái miếng đất này nè, anh chị liên hệ em sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế nha. Rồi. Đây là cái khu homestay nha anh chị. Cái lối đi của mình sẽ nối dài với lại cái đường này, và mình đi nội địa, cái lối đi nội bộ anh chị. À, cái hướng đó là sẽ đi ra cái đường mình luôn. Và cái khu vực này thì đã có nước máy và điện tới nơi rồi nha chị, nước máy rồi. Đây cái cầu, đây là cái cầu đi qua sông Hỏa anh chị, sông Hỏa. Cái sông Hỏa này đổ ra biển Hồ Tràm bên đây, cửa biển. Đây là sông Hỏa đây anh chị. Đây là cái dòng đổ ra từ Xuyên Mộc đổ ra này. Và đây là cái lối đổ ra hồ sông Kinh này. Cầu này mà chích in chụp hình rồi. Đây Huỳnh Gia Trang. Đây cầu đẹp không? Đi. Cái khu này khu homestay anh chị mình có thể thuê ở đây và nghỉ dưỡng ở đây. Đi xuống biển Hồ Tràm cũng gần. Đây là cái cầu lối đi của xe này. Còn cái lối đi này lối đi cho người đi bộ, xe đạp, xe máy.